cá lóc bà con ơi, cá lóc. Có người cũng gọi, không gọi cá lóc mà ta gọi là cá trầu. Mà cá lóc, cá trầu cũng là một, nó rất tốt cho người ăn thịt con cá lóc, cá trầu này. Nhưng mà riêng có một số người có bệnh thế này, vui lòng đừng ăn để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Bởi mình ăn cá lóc hay cá trầu thì sức khỏe của mình càng ngày càng xấu đi, bệnh càng ngày càng lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Đó là những người thế này bà con nha. Đó là những người có bệnh gút, bệnh gan, bệnh thận, người bị dị ứng với cá, nổi mẩn đỏ, mề đay, ngứa da, nôn ói, hắt hơi, phù nề, rối loạn tiêu hóa thì vui lòng đừng ăn cá lóc hay cá trầu này. Ăn vào bệnh chúng ta khó lành, khó bớt, khó khỏi mà xấu đi cho sức khỏe. Đó là những người có bệnh gút, bệnh gan, bệnh thận, người bị dị ứng với cá, nổi mẩn đỏ, nổi mề đay, ngứa da, nôn ói, hắt hơi phù nề, rối loạn tiêu hóa, vui lòng đừng ăn cá lóc hay cá trầu bà con nha. Còn ngoài ra, ăn cá lóc, cá trầu này nó tốt cho sức khỏe, bởi vì nó có protein, chất béo, vitamin A, B, C, canxi, selen, sắt, bốt pho, magie, omega 6, omega 3, nên rất tốt cho thị lực, là con mắt đó nha bà con, khô, mỏi mắt, mờ mắt, các bệnh về tim mạch, hỗ trợ giảm cân, giữ dáng tốt, xương tốt, khớp tốt, tốt cho cơ thể, ngăn ngừa được bệnh thiếu máu, tốt cho não bộ. Nhưng mà không phải tốt là ta ăn bao nhiêu cũng được bà con à. Tốt chúng ta chỉ ăn là 6 ngày nghỉ một ngày, ăn thì bình thường như tất cả các loại cá khác. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe. Xin chào.